mở cửa mau là tôi trương hằng đây bọn chúng đang ập tới nơi này xin hãy cứu tôi hãy cho tôi vào chúng ta nên làm gì đây để cậu ấy vào đi trương hằng là bạn học của chúng ta chúng ta không thể bỏ rơi cậu ấy được nhanh lên hãy để cậu ấy vào cậu đang nói cái quái gì vậy zombie đang ở ngoài kia đó trương hằng chắc chắn đã bị đám zombie đó cắn rồi chúng ta không thể để cậu ta vào. Là lớp trưởng, tớ không thể bỏ rơi bạn học khó khăn được. Các cậu mau để cậu ấy vào, có chuyện gì, tớ sẽ chịu trách nhiệm. Trương Hằng cậu ấy vẫn có thể nói chuyện thậm chí hét lên như vậy, chứng tỏ cậu ấy vẫn chưa bị cắn. Sao các cậu có thể trơ mắt đứng nhìn bạn học mình chết như vậy, các cậu không thấy tội lỗi sao? Diệp Bắc, tôi đếm đến ba cậu mở cửa, để Trương Hằng vào, sau đó đóng cửa lại ngay lập tức. Đờ, 2 3 Trương Hằng, cậu ấy Trương Hằng, cậu ấy bị nhiễm rồi. A à, cứu tôi. chạy khỏi đây mau ông biết ông đang làm gì chứ ông phải nhớ lấy hai điều là sống sót và trả thù cầu xin các cậu hãy cho tớ vào nhanh lên để cậu ấy vào là lớp trưởng tớ không thể bỏ rơi bạn bè lúc khó khăn được. Lý, Lý Nhược Hy. Ờ ha, giờ cô ta vẫn còn là học sinh. Các cậu bị điếc à, cho cậu ấy vào nhanh lên. Sao các cậu có thể trơ mắt đứng nhìn bạn học mình chết như vậy, các cậu không thấy tội lỗi sao? he hề hề, sao mình có thể quên được ngày này, mình cuối cùng cũng trở về. Cỗ máy thời gian đã hoạt động rồi, mình sẽ thay đổi tất cả quá khứ. Oi, lớp trưởng. Tớ nghĩ rằng Trương Hằng có thể bị cắn từ trước rồi, nếu cho cậu ấy vào, cậu có chắc gánh được hậu quả không? Chính mắt cậu thấy cậu ấy bị cắn sao? Tớ là lớp trưởng mà, nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra tớ sẽ chịu trách nhiệm. Tốt lắm. Vậy thì cậu chịu trách nhiệm mở cửa này đi. Cậu. Diệp Bắc, cậu có phải con trai không vậy? Tớ chỉ là con gái cậu bắt tớ mở cửa sao? Ha 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 ha. Gái gì gái điếm à, sao tớ lại phải mở thay cậu nhỉ? Cậu chỉ biết lên giọng, bắt mọi người làm trâu làm ngựa cho mình, rồi nhận hết tất cả hào quang. Tớ đang nghĩ cậu có phải một đứa đạo đức giả không đây? Đủ rồi. Không cần cậu nữa, để tôi làm. Tôi không phải kẻ nhát gan như cậu. Chết tiệt, tránh sang một bên coi. cánh cửa, bị hút đổ rồi. Ôi! a, à, đó là zombie. Trương, Trương Hằng bị nhiễm rồi. Chạy, chạy mau. Đường ra bị chắn rồi. Không, cứu tôi. Lớp trưởng, cậu làm gì vậy? Đừng có đẩy tớ. Hey. A. À. Diệp Bắc, cứu tôi. Hey, Bạch Liên Lý nhược Hy, cô đã đàn áp tôi suốt cả cuộc đời, nhưng hôm nay mọi thứ đảo ngược rồi. diệp bắc cậu đang làm gì vậy diệp bắc còn đứng được ra đó mau ra chặn cửa lại để tớ giúp cậu tớ cũng vậy các cậu đang làm gì vậy xin hãy cho tớ vào cứ tớ a tớ là lớp trưởng của các cậu sao các cậu có thể đối xử với tớ như thế a không đừng tới đây a Lớp trưởng, chúng ta không còn nghe thấy giọng cô ấy nữa. Cậu ấy thoát được rồi sao? Hay? Tớ không bao giờ nghĩ rằng Diệp Bắc sẽ đẩy lớp trưởng ra ngoài, cậu ấy còn giết Trương Hằng, zombie. Đáng sợ quá. Không phải cậu ấy bình thường rất tốt bụng sao, tớ có cảm giác cậu ấy trở thành một con người khác. Oi oi, các cậu thấy sợ tớ sao? Không, không, Diệp Bắc, cảm ơn, lớp trưởng đã định đẩy tôi vào miệng zombie, nếu không có cậu chắc tôi đã chết rồi. Cô ta chết là đáng lắm, cô ta chỉ coi chúng ta là tốt thí cho đám zombie. Phải, thật may mắn Diệp Bắc đã ngăn chặn kịp thời, nếu không chúng ta sẽ thành zombie lâu rồi. Phải, cô ta nghĩ mình là thánh nữ. Thật may các cậu không sợ hãi tôi. Mở cửa ra, để tôi ra ngoài xem xét tình hình. Cậu, cậu đang nói gì vậy? Ra ngoài? phải tớ nghĩ rằng đá lớp trưởng ra ngoài để cô ấy khổ cực ngoài đó không tốt cho lắm nên tớ muốn ra ngoài xem lớp trưởng còn ổn không diệp bắc đùa vậy không vui đâu zombie đang ở ngoài đó phải nguy hiểm lắm tránh ra ok lớp trưởng và trương hằng họ đều biến mất rồi Nắng lên rồi, lũ zombie sợ trốn hết cả. Nhanh, đóng cửa lại, đừng để cậu ta vào nữa. Cậu ta quá điên loạn và nguy hiểm, cậu ta đá lớp trưởng ra ngoài. Nếu chúng ta ở cùng cậu ta, sớm muộn cậu ta sẽ đá chúng ta ra ngoài. Nhìn cậu ta đi, cậu ta sắp thành một tên sát nhân rồi. Hê! Hey. Diệp Bắc, hình như cậu ta không có ý định quay lại đây. Cậu ta đang đi đâu vậy? Đó, đó là một nữ zombie. Cậu ta đang tiến về phía nó. Cậu ta hóa điên rồi sao? Hề hề hề. Cái gì? Anh ta lao thẳng về phía zombie. Ăn cái này đi, Diệp Bắc, cậu ta điên rồi. hey, tìm thấy rồi. Đá năng lượng. Nguồn gốc của tận thế. Và đây là nội dung chuyện du hành thời gian về ngày đầu mà thế, chương 1. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Nếu có bất kỳ ý kiến đóng góp nào, các bạn hãy để lại bình luận của mình phía bên dưới và đừng quên để lại một like một đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón xem những video mới nhất của mình